Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đinh Châu. Thì trong thời gian gần đây chúng ta thấy con chat GPT đang rất là hot, và để sử dụng được tính năng của nó thì chúng ta phải đăng ký tài khoản. Và do OpenAI chưa cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, do đó chúng ta phải sử dụng rất là nhiều cách khác nhau để chúng ta đăng ký tài khoản. Thậm chí nhiều người còn phải đi mua luôn tài khoản. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để chúng ta đăng ký tài khoản OpenAI một cách đơn giản nhất để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Hãy theo dõi các bước thực hiện sau đây để quá trình đăng ký được thành công. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ vào một cái trình duyệt web bất kỳ ha. Ví dụ mình ở đây mình vào Google Chrome và mình đăng nhập một cái tài khoản Gmail của mình vào. Sử dụng cái tài khoản mà chưa đăng ký cái OpenAI á để chúng ta đăng ký và chúng ta xác minh cho nó nhanh. Rồi chúng ta đăng nhập vào. Đấy, để chúng ta đã đăng nhập vào ha. Tiếp theo, để mà đăng ký được cái tài khoản OpenAI á thì chúng ta cần phải fake IP sang một cái nước khác có hỗ trợ đăng ký tài khoản OpenAI. Lý do là Việt Nam chưa có hỗ trợ đăng ký cái tài khoản OpenAI. Thì để mà kiểm tra được cái nước nào nó hỗ trợ á thì chúng ta sẽ vào cái này nè. OpenAI supported country đây. Enter. Thì chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ xem được OpenAI nó cho hỗ trợ cho những cái nước nào. Đây, rất là nhiều. Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ, rất là nhiều. Trong đó không có Việt Nam. Đó. Cho nên công việc của mình là chuyển IP của mình sang một trong những cái nước này để chúng ta đăng ký. À. Thì để mà chuyển được IP sang một trong những nước này thì chúng ta phải cài đặt cái VPN để chúng ta chuyển. Thì cài đặt VPN thì chúng ta làm như sau. Chúng ta vào cửa hàng. Đó, chúng ta vào cửa hàng Chrome, sau đó chúng ta vào cửa hàng trực tuyến này này. Rồi, chúng ta sẽ nhập cái cụm từ là VPN, Enter. Đó. Chúng ta thêm cái này vào. Chúng ta nhớ cái biểu tượng này ha. Chúng ta thêm vào. Đấy. Chúng ta nhấp vào, thêm vào Chrome. Extension. Đó. Rồi. Chúng ta nhấp vào đây để chúng ta xem này. Đấy, đây là chúng ta đã thêm vào rồi này. Chúng ta có thể ghim lên. Đấy, khi chúng ta ghim lên thì nó có biểu tượng ở đây ha. Đấy. Rồi ok. Thì để mà biết hiện tại cái IP của mình đang ở nước nào thì mình cũng đơn giản thôi, mình vào My IP để mình kiểm tra. Đây, What is My IP này. Vào này. Đó, hiện tại cái IP của máy của mình là đang ở Việt Nam. Đấy. Thì mình nếu mà để cái này thì mình sẽ không đăng ký được, mà mình cần chuyển cái này qua một cái nước khác. Thì bây giờ mình tắt cái này đi. Mình bắt đầu chuyển này. Mình sẽ vào cái này. Nhấp vào. Sau đó mình sẽ chọn vào đây. Đó. Sau đó mình chọn, ví dụ mình chọn Mỹ. Mỹ, Canada cũng có luôn này. Mỹ, chọn Mỹ. Sau đó chúng ta connect. Chờ một lúc. Chúng ta chờ khoảng 15 đến 20 giây gì đó. Sau đó chúng ta vào kiểm tra lại IP coi nó đã chuyển qua nước khác chưa. Rồi. Nó chạy rồi đó. Nó chạy như vậy là nó đã chuyển xong rồi đó. Rồi chúng ta vào chúng ta kiểm tra My IP lại coi. Nó đã chuyển cho My IP nè. Rồi ok. Rồi chúng ta vào đây chúng ta kiểm tra này. Thì bây giờ nó đã chuyển sang là UK. Chúng ta chọn trong này US nhưng mà nó ra đó là UK. US nữa. Nó ra đây UK. Thôi không sao. Kệ nó. UK nó cũng hỗ trợ mà. Nhưng không sao hết. Rồi. Như vậy là khâu IP của chúng ta đã xong. À. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang chủ của OpenAI. OpenAI.com. Rồi. Chúng ta sẽ kéo xuống. Chúng ta thấy cái chữ login này này, chúng ta nhấp vào.
là nhấp vào login. Thì do là chúng ta chưa có tài khoản cho nên chúng ta phải đăng ký tài khoản, thì chúng ta vào sign up ha. Vào sign up này. Đấy, chúng ta nhập cái tài khoản Gmail vào. Thì ở đây mình vào mình copy cho nhanh. Ctrl C. Ctrl V. Continue. Đấy. Nhập bắt buộc. Continue. Đó, chúng ta vui lòng chờ trong giây lát. Verify đấy. Rồi. Nó đã gửi một cái email vào Gmail của chúng ta để chúng ta yêu cầu chúng ta verify này, chúng ta mở mail lên. Đó, open mail của OpenAI này. Đấy. Đầu bây giờ chúng ta sẽ verify address mail. Verify. Nhập vào là xong. Verify tiếp. Rồi, first name, ví dụ như mình là Nhật Đình Châu đi. Rồi. Này bỏ qua đi. Continue. Bây giờ sang bước này, nó yêu cầu chúng ta là verify cái số điện thoại của bạn. Thì cái số này thì bắt buộc chúng ta là phải số ở nước ngoài rồi. Ở cái nước mà nó hỗ trợ rồi, cho nước Việt Nam của chúng ta là không được. Cho nên để lấy được số này thì chúng ta làm như sau. Chúng ta vào cái trang web này nè. smsbull. Đó. smsbull.net nè. Đây. Thì cái trang web này thì lát mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhá ha. Để chúng ta dễ dàng lấy. Nếu mà chưa có tài khoản thì chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Còn ở đây mình có tài khoản rồi thì mình sẽ log in ha. Mình log in. Đó. Thì hiện tại cái tài khoản của mình nộp vào đăng ký rồi và hiện tại đang còn $1 này. Đấy. Thì nếu mà chưa có cái tài khoản thì chúng ta sẽ nộp tài khoản bình thường ha. Thì ở đây là chúng ta thấy là nó hầu hết là tiếng Anh không à. Nên là cũng đừng ngại ngần gì hết, nếu mà chúng ta thấy tiếng Anh nó khó thì chúng ta sẽ vào Google dịch, nhấp vào đấy, nó nhấp vào đây, chọn Vietnamese đấy, hoàn toàn là tiếng Việt luôn đấy. Thì bây giờ chúng ta đã có tiền rồi, bây giờ chúng ta sẽ mua một cái số điện thoại và để nó gửi cái mã OTP này về, mã code này. À, chúng ta sẽ mua một cái số điện thoại. Chúng ta vào đặt hàng nhanh đi. Rồi chúng ta tìm xuống ở đây nè. Chúng ta chọn cái dịch vụ là OpenAI. Đây, OpenAI, chat OpenAI. Rồi chúng ta sẽ tìm xuống. Đây là tỷ lệ thành công cao này. Rồi vào đây chúng ta chọn giá rẻ hoặc là chọn tỷ lệ thành công cao này. Thì chúng ta chọn tỷ lệ thành công cao đi. Đây, chọn tỷ lệ thành công cao này, chọn rẻ nhất này. Rồi chúng ta tìm xuống cái nào rẻ rẻ chúng ta mua. 0.7 đô. Tỷ lệ thành công 50%. Hà Lan. Latvia 0.5 đô. Latvia có không ta? Mình vào kiểm tra Latvia có. Open AI support. Vào kiểm tra coi Latvia nó có. Latvia này. Latvia. Đó, Latvia có này. Thì chúng ta sẽ mua này ha, 0.5 đô.
nhập vào mua. Rồi chúng ta lấy cái số này, Latvia đâu, Latvia này 371, thì chúng ta sẽ đây 371 rồi chúng ta sẽ chọn đến số 2 thôi. Send code. À, về một chân đến số 2. À, mình đến số 2. Bây giờ. Rồi, send code. Rồi. Chúng ta chờ cái code. Chờ một lúc nó gửi cái code về đây. Sau đó chúng ta lấy cái code này chúng ta xác minh vào là xong. Chúng ta chờ chút xíu. Rồi, đây, chúng ta thấy có code có 6 chữ số. Rồi chúng ta nhập vào. Rồi, như vậy là enter, chúng ta nhập vào cái đầu tiên đi. Đó. Thì như vậy là đến đây là chúng ta đã xong tài khoản OpenAI của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta vào Playground. Rồi, bây giờ chúng ta đã có thể trò chuyện với nó rồi. Cho tôi hỏi, ví dụ như cho tôi 14 ngày Valentine. Đấy, coi nó trả lời sao. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có một con OpenAI rất là xịn sò. Đấy, một bức thư tình yêu. Đó, hai là một bộ trang sức. Nếu mà khi nào mà nó dừng dựa chừng như vậy chúng ta tiếp tục. Đấy, một bộ trang sức. Ba là một buổi trà này. Đấy. Rất là thông minh. Con chat chat GPT này rất là thông minh. Đó. Sơ sơ nó là bốn món chúng ta cần để được lựa chọn này. Đấy. Điều tiếp theo có còn là gì không? Bữa tối ẩm thực với người yêu của mình. Đấy. Đó, chúng ta thấy là chat GPT này nó rất là lợi hại, không? Chúng ta hỏi cái là nó đưa ra chúng ta rất là nhiều và chúng ta có thể hỏi bất cứ cái gì. À. Chúng ta hỏi cái gì nó trả lời cái đó. Thì tất nhiên nó là một cái sản phẩm của trí tuệ nhân tạo cho nên là chúng ta có nhiều cái nó không có hoàn hảo. Tức là nó học theo chúng ta, tuy nhiên là có những cái mà nó học những cái từ những cái không đúng, cho nên khi mà chúng ta có những cái chúng ta nó trả lời nó rất là vô lý, do đó là khi mà sử dụng con này thì chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta cần sàng lọc những cái nào nó đúng thì chúng ta lấy, còn cái nào sai thì chúng ta loại bỏ ha. Nhưng mà theo mình thấy thì theo mình đánh giá thì con này là một con rất là mạnh. Như vậy là đã xong rồi, thật là thú vị phải không nào? Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Không quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.